Chú Cụi sẽ tặng phần quà cuối dành cho một điều ước không phải là riêng bản thân mình, mà điều ước đó của các bạn dành cho ba mẹ nha. Ai mà ước cho ba mẹ hay thiệt là hay, chú Cụi sẽ tặng quà. Chào con trai. Con trai có quà chưa? Con trai ước điều gì cho ba mẹ? Con có thể kháo khẩu trang ra để trả lời cho rõ. Con tên Hoàng Phát. Dạ con ước là cho ba mẹ con mạnh khỏe. Gì nữa nè? Dạ sống tốt. Ủa trước giờ có tốt không? Tốt hơn đúng không con? Ờ tốt mà tốt mà. Trời gương gương nước mắt rồi. Rồi gì nữa nè? Sống tốt rồi gì nữa nè? Dạ vui vẻ. Vui vẻ nữa. Con sao, thương ba mẹ sao? Nhiều không? Sao khóc? Sao con khóc? Khi mỗi khi nghĩ đến ba mẹ mà vì sao tình cảm của con rất lớn dành cho ba mẹ đến nỗi mà bây giờ muốn khóc luôn vậy? Ba mẹ con đâu? Ờ thương quá. Vậy là chứng tỏ những giọt nước mắt rất này thương, là rất thương, con rất là có hiếu. Cảm xúc dâng trào đó chú Cụi ơi. Lại đây chú Cụi ôm cái nào. Rất là giỏi, đàn ông mình vậy ha. Mình chỉ dành những giọt nước mắt này cho những người mình yêu thương thôi con ha. Uống sữa Cool siêu ngon, sưu tập bảo bối siêu Cool.